sáng suốt. Năm 1010, vua Lý Công Uẩn đã viết chiếu rời đô, quyết định rời kinh đô Hoa Lư từ vùng đá vôi hiểm yếu về thành Đại La và đổi tên kinh đô là Thăng Long. Kinh đô Thăng Long và nay là thủ đô Hà Nội vẫn mãi là mảnh đất thiêng liêng, địa linh nhân kiệt. Cùng hướng về đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, chúng ta cùng đến với một tiểu phẩm tích hợp kiến thức văn học và lịch sử, chiếu rời đô. Kịch bản và đạo diễn cô giáo Lê Mai Thao, do các em học sinh lớp 9A4 và 9A5 thể hiện. Không nói nữa, đã rồi. Thành Đại La, chấm đã thức suốt mấy đêm qua, giảm ra
chiếu này và thành hãy nghe thì cùng ta quyết định việc nữa. Người đâu mang chiếu ra đây. Thành hãy đọc cho các đại thần cùng nghe. Chúng thần nào hãy chuẩn bị chiến tuyến.